Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với trận chung kết bóng chuyền hơi nữ nằm trong khuôn khổ giải bóng chuyền hơi mở rộng do xã Bảo Cường tổ chức. Trận đấu diễn ra giữa thôn Cốc Lùng và trường mầm non Bảo Cường. Kết thúc hai set đấu thì lúc này hai đội đang tạm thời hòa nhau với tỷ số là 1-1. Ở set thi đấu thứ nhất thì các vận động viên của trường mầm non Bảo Cường đã giành chiến thắng với điểm số là 21-19. Và qua set thi đấu thứ hai, các vận động viên của thôn Cốc Lùng đã vươn lên giành lại chiến thắng với tỷ số là 21-11. Đây là set thi đấu thứ ba, set đấu quyết định đội nào sẽ là đội giành chiến thắng chung cuộc ở trận đấu này. Lúc này đã là 20 giờ và trận đấu diễn ra trong không khí cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Ở trận đấu này, các vận động viên nữ của trường mầm non Bảo Cường sẽ thi đấu trong trang phục áo màu vàng cam. Bên kia sân sẽ là các vận động viên của thôn Cốc Lùng thi đấu trong trang phục áo màu xanh. Như vậy là đầu set đấu thứ 3 này thì các vận động viên của trường mầm non Bảo Cường sẽ là đội phát bóng trước. Trận đấu đã bắt đầu. Tình huống cứu bóng đầu tiên của thôn Cốc Lùng, mặc dù cố gắng nhưng bóng đã ra ngoài sân. Vậy là điểm số đầu tiên đã dành cho các vận động viên của trường mầm non Bảo Cường, 1-0. Set đấu này sẽ là một set đấu hứa hẹn đem đến cho quý vị nhiều cảm xúc và tình huống bóng hấp dẫn. Vì vậy quý vị hãy tiếp tục đón xem. Bóng không qua lưới, điểm cho thôn Cốc Lùng 1-0. Bóng non dứt điểm, vậy là bóng vẫn trong cuộc. Pha bóng xử lý vừa rồi của vận động viên thôn Cốc Lùng rất may là bóng đã qua lưới. Lại là thêm một tình huống chắn bóng tốt. Như vậy điểm số cho trường xin lỗi là điểm số cho thôn Cốc Lùng 2-1. Mới đầu set đấu thứ 3 nhưng đã có rất nhiều tình huống bóng gây cấn đã xảy ra trong set đấu này. Đây là set đấu sẽ hứa hẹn đem đến cho chúng ta những tình huống bóng sẽ cực kỳ hấp dẫn. Trọng tài đã bắt lỗi vận động viên áo số 5 thôn Cốc Lùng trong pha bóng vừa rồi, đã có tình huống xử lý bóng hai chạm. Như vậy điểm số cho trường mầm non Bảo Cường 2-2. Vâng, một tình huống xử lý bóng có thể nói là rất may mắn của thôn Cốc Lùng sau pha chắn bóng của vận động viên áo số 5 trường mầm non. Bóng rơi khó và nỗ lực cứu bóng của vận động viên Cốc Lùng bóng về cuối sân của trường mầm non Bảo Cường và điểm số được 3-3 cho Cốc Lùng. Thưa quý vị, là giải bóng chuyền hơi lần này do xã Bảo Cường tổ chức diễn ra ngày 10 tháng 10, một ngày đầy nắng nóng.
Các vận động viên của chúng ta sau một ngày thi đấu đã có thể nói là rất mệt mỏi. Tuy nhiên đến giây phút này họ vẫn đang thi đấu hết mình và cống hiến cho khán giả nhiều tình huống bóng hấp dẫn. Đó chính là sự thành công mà ban tổ chức mong đợi nhất. Bóng không qua lưới. Điểm số cho thôn Cốc Lùng 4-3. Thưa quý vị, để đón xem nhiều trận đấu hay hơn thì hãy nhấn đăng ký dưới góc màn hình và chuông để ủng hộ kênh. Trong thời gian tới, kênh sẽ gửi tới quý vị nhiều trận đấu hay và hấp dẫn hơn nữa. Vừa qua, vận động viên của trường mầm non Bảo Cường có tình huống đánh bóng ra ngoài sân. Điểm cho thôn Cốc Lùng 5-3. Thưa quý vị, set thi đấu thứ 3, hai đội sẽ thi đấu đến điểm số thứ 15. Và điểm số thứ 8 thì hai đội sẽ thực hiện đổi sân. Bóng trong sân. Vận động viên áo số 5 của thôn Cốc Lùng đã bỏ bóng trong tình huống vừa rồi. Tuy nhiên thì bóng vẫn trong sân. Như vậy điểm số được nâng lên cho trường mầm non 4-5. Xử lý bóng tốt. Nhưng mầm non đã rất tỉnh táo trong pha bóng vừa rồi. Họ cứu bóng thành công. Pha giằng co khá lâu giữa hai đội. Chúng ta hãy theo dõi tình huống bóng này sẽ thuộc về đội nào. Như vậy là trường mầm non Bảo Cường có tình huống xử lý bóng không qua lưới. Điểm tiếp theo cho thôn Cốc Lùng 6-4. Set đấu thứ 3 là set đấu quyết định. Vì vậy hai đội thi đấu phải hết sức thận trọng, tránh để các tình huống xảy ra sơ suất, dứt điểm không đáng có. Vừa rồi là một tình huống dứt điểm của vận động viên thôn Cốc Lùng. Điểm số cho thôn Cốc Lùng 7-4. Hai pha xử lý bóng liên tiếp trên lưới của vận động viên áo số 5. Và mầm non đã tỉnh táo cứu bóng thành công. Bóng vẫn trong cuộc. Mầm non phải cảnh giác đối với những tình huống bóng như vậy. Vậy là tình huống dứt điểm thành công. Điểm số đã được ghi cho thôn Cốc Lùng là 8-4. Vậy là lúc này hai đội sẽ tiến hành đổi sân. Khoảng cách điểm số lúc này đã là 4 điểm. Cốc Lùng đang là đội dẫn điểm. Vì vậy mầm non họ sẽ phải thi đấu tích cực hơn trong nửa set đấu còn lại. Hai đội đang điều chỉnh đội hình lại sau khi đổi sân. Như vậy trận đấu đã được tiếp tục.
Tiếp tục là các tình huống giao tranh khá dài giữa hai đội. Và vẫn là các vận động viên của trường Mầm Non đánh bóng ra ngoài. Điểm số nâng lên cho Thôn Cốc Lùng 9-4. Sách đấu này chúng ta theo dõi có thể thấy là trường Mầm Non Bảo Cường có rất nhiều tình huống xử lý bóng ra ngoài sân. Và một tình huống bóng vừa rồi cũng tương tự. Điểm số lúc này đã nâng lên cho Thôn Cốc Lùng là 14. Rất đáng tiếc, những điểm số chỉ là những tình huống xử lý đơn giản, nhưng họ đã không khống chế được bóng. Và như vậy là Mầm Non đã để Cốc Lùng vươn lên, dẫn điểm khá xa. Và pha bóng vừa qua, Cốc Lùng đã đánh bóng ra ngoài. Đội điểm cho trường Mầm Non 5-10. Bóng không qua lưới. Điểm cho trường Mầm Non 6-10. Dứt điểm tốt. Điểm cho Thôn Cốc Lùng 11-6. Nếu tỉnh táo hơn một chút, pha bóng vừa rồi thì vận động viên áo số 2 bỏ bóng thì bóng có lẽ cũng đã ra ngoài sân. Điểm tiếp theo cho Thôn Cốc Lùng 12-6. Khoảng cách điểm số lúc này đã được nâng lên cho Thôn Cốc Lùng là 6 điểm. Như vậy Mầm Non Bảo Cường lại càng phải cố gắng hơn mới có thể hy vọng cân bằng được điểm số và vươn lên. Chấn bóng tốt. Vận động viên áo số 5 Thôn Cốc Lùng có tình huống chấn bóng thành công. Và điểm số đã được nâng lên cho Thôn Cốc Lùng lúc này là 13-6. Chiến thắng đang đến rất gần với các cô gái của Thôn Cốc Lùng. Thêm một pha xử lý tinh tế rất gọn gàng của vận động viên áo số 5. Điểm số thứ 14 lại được ghi cho Thôn Cốc Lùng. Rất xuất sắc tình huống xử lý vừa rồi của vận động viên áo số 5. Cực kỳ đáng khen ngợi. Thôn Cốc Lùng đánh bóng ra ngoài. Điểm 74 cho trường Mầm Non. Giải nhất đang ở phía trước. Cốc Lùng họ chỉ cách chiến thắng còn một điểm số nữa thôi. Một pha cứu bóng không thành công của vận động viên Thôn Cốc Lùng. Như vậy điểm thứ 8 cho các cô gái của trường Mầm Non. Cốc Lùng vẫn chưa thể ghi điểm số quyết định của mình. Và lúc này vẫn đang là các tình huống giằng co.
động viên áo số 4 bấm bóng vào cường xử lý bóng không qua lưới. Và điểm số thứ 15 đã được ghi cho các vận động viên nữ của thôn Cốc Lùng. Như vậy họ giành chiến thắng ở set đấu này với điểm số là 15-8. Chung cuộc giành chiến thắng 2-0 và sẽ là đội giành giải nhất ở nội dung bóng truyền hơi nữ của giải đấu lần này. Một set đấu cực kỳ nhiều cảm xúc. Các vận động viên của thôn Cốc Lùng đang rất vui mừng sau chiến thắng ở set đấu này. Một trận đấu thực sự là có thể nói là chiến thắng xứng đáng cho vận động viên nữ thôn Cốc Lùng. Như vậy trận đấu này đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau ở các trận đấu tiếp theo. Quý vị hãy nhớ nhấn đăng ký và chuông để ủng hộ kênh và đón xem các trận đấu gần nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại.